Để chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm và vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, Công an thị xã Cai Lậy đã đề ra biện pháp đấu tranh, qua đó phát hiện 2 vụ vi phạm. Đêm 13 tháng 4, tại cầu Kinh Kho, tỉnh lộ 865 thuộc ấp Long Phước, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, Công an thị xã Cai Lậy phát hiện ô tô tải biển số 54U3081 do Phạm Duy Long, ngụ phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành chặn dừng kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện trên xe có 280 bộ máy lạnh các loại do nước ngoài sản xuất, đã qua sử dụng, không quá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, tài sản trị giá hơn 500 triệu đồng. Tại cũng có quen bạn đó, cũng tài xế, rồi nó lên gặp nó trên Trần Đại Nghĩa cho nó, rồi nó nhờ xuống đây chạy tiếp tôi, thì nó có nói tôi phế liệu. Nhưng mà là lúc mà đem xe về đây đó, thì ảnh coi ra là hàng, tôi biết là hàng điện tử thôi. Cũng trong đêm 13 tháng 4, Công an thị xã Cai Lậy tiến hành chặn dừng kiểm tra ô tô tải biển số 51C22590 do ông Nguyễn Tuấn Cường, ngụ khu phố 6, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây điều khiển từ hướng xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy đi Tân Phước. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên xe có 507 mặt hàng kim khí điện máy do nước ngoài sản xuất đã qua sử dụng, gồm loa, âm ly, máy phát nhạc, nồi cơm điện, đàn guitar, đàn piano, máy lạnh, trị giá khoảng 500 triệu đồng. Tài xế Nguyễn Tuấn Cường không xuất trình quá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ hàng hóa. Chạy vô đây dở bạc mới biết chở lô hàng đó, chứ lúc em nhận xe em đâu có biết chở ba cái hàng đó đâu. Em chỉ biết có người ta điện nói xe phế liệu đi Sài Gòn thôi. Có thật sự các tài xế đều không biết hàng hóa mình đang vận chuyển là gì, hay chỉ là một cách nói để né tránh? Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra xác minh làm rõ. Hành vi buôn bán, vận chuyển hàng nhập khẩu không có đơn chứng từ là làm trái quy định của pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm tùy theo mức độ vi phạm. Công an thị xã Cai Lậy sẽ tiếp tục làm rõ ai là chủ hàng, ai là chủ phương tiện và làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc để xử lý. Trong đó thì chắc chắn là sẽ xử lý tịch thu hàng hóa vi phạm rồi. Còn những nội dung khác thì tùy theo tính chất mức độ hành vi vi phạm của từng đối tượng sẽ có biện pháp xử lý đảm bảo quy định của pháp luật. Nhóm hành vi sản xuất buôn bán hàng cấm, vận chuyển hàng cấm cũng có thể là sẽ bị xử lý hình sự nếu mà tổng giá trị hàng cấm là có giá trị trên 100 triệu đồng. Buôn bán, vận chuyển hàng cấm nhập khẩu là một trong những vấn nạn xã hội gây ra nhiều hệ lụy về kinh tế. Mọi người cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm pháp luật, không tham gia sản xuất, mua bán, vận chuyển hàng cấm, nhất là chủ phương tiện vận tải và tài xế. Khi nhận vận chuyển hàng quá, cần tìm hiểu hoặc cam kết về mặt hàng mình đang vận chuyển, tránh trường hợp vi phạm pháp luật và ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương.